Mới đây, các nhà khoa học đến từ Pháp đã được một phen ngỡ ngàng khi họ tìm thấy hợp chất bí ẩn được giấu bên trong kiệt tác nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Nhóm nghiên cứu không chỉ tìm thấy dầu và màu trắng chì như dự đoán, mà còn phát hiện một hợp chất hiếm, plumbonaric, hợp chất độc hại được hình thành khi dầu và oxit chì tương tác với nhau, cho thấy rằng có thể danh họa Da Vinci đã sử dụng nó. Theo các nhà nghiên cứu viết trong bài báo đã công bố, Leonardo có thể đã nỗ lực tạo ra một loại sơn đổ dày phù hợp để xử lý tấm gỗ của Mona Lisa bằng cách xử lý dầu với một lượng lớn oxit chì. Hợp chất chì này cũng được tìm thấy trong mẫu thử từ bề mặt bức tranh The Last Supper, hay còn gọi là Bữa ăn tối cuối cùng, vốn cũng là một bức tranh nổi tiếng khác của Da Vinci. Tuy nhiên, những ghi chú của ông chỉ đề cập đến chì trong lĩnh vực chăm sóc da và dưỡng tóc, hoàn toàn không hề nhắc đến hội họa. Đây là một điều kỳ lạ, vì danh họa người Ý vốn dĩ nổi tiếng là người rất tỉ mỉ và thường ghi chép đầy đủ những thử nghiệm của mình.